chế. Chị ăn gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi chị ơi, bá chế bù chét. Một cái tô thập cẩm ngon lộng lẫy chị ơi. Chị cũng đâu vừa gì. Chị ăn gì vậy? Đặc sản của người Hải Phòng, bánh đa cua. Ra Hải Phòng là phải ăn cái món này đúng không chị? Đó. Còn bị gì em ăn chay, cho nên em tìm được một cái quán chè cô Phượng kế bên. Chè gì? Thập cẩm tùm lum hết trơn á. Nói chung là đặc sản là Hải Phòng là ăn từ hôm qua giờ chưa hết em ơi. Đúng vậy, chị em mình bây giờ mấy mình tràn vô chợ mình ăn hết không? Mấy chị ở trong chợ là giới thiệu món hết rồi. Bây giờ chị ăn từ giờ là chắc cỡ khoảng phi phi là nó xong đó. Em dự định là mình ăn 3 ngày 3 đêm với chị. 3 ngày tại Hải Phòng. Đúng rồi chị. Quá được. Nhưng mà mình ăn như vậy rồi làm sao ai làm chương trình cho bà con? Hả? Quên. Quên. Mình đi chương trình cơ hội đấy rồi. Đúng vậy. Chưa đổi đời cho người nghèo. Mà mình thấy mình đổi cái bao tử của mình. Đúng rồi. Đúng rồi, đổi bao tử bớt ăn lại em ơi. Bây giờ mình phải giới đổi cho bà con đi. Đúng rồi. Dạ bây giờ nè, chị em đã lỡ kêu rồi quý vị, mà giờ bỏ mứa đâu có được. Dạ. Phải ráng ăn cho nhanh cho lẹ, xong mình phóng về mình làm chương trình mình với bà con liền lập tức. Cơ hội đổi đời liền. Dạ, 1 2 3. Chị ơi, Dược. Ra thể dục nè, em lên. Dược. Vô đây tập dục nè. Mình ăn thì mình ngủ không, không có làm mặt dĩ trơn, không tập thể dục nữa. Lấy cái gì nó xuống ký, rồi mập chửi lên, chửi xuống, than trời đất. Chửi bà con hàng xóm láng giềng vì cái tội dương đồ ăn cho chị. Chị Hương tập xong nó sai sai. Tập cái mặt hơi kỳ. Là nó sai sai chị. Nó không có đúng. Giống như mấy vũ công á, cái mặt múa thần thái lắm. Ủa chương trình không có quay hả em? Chương trình không đó, em đợi chị tập xong em quay đó. Chị ơi, em đồ phim ta đợi mình. Rồi đây, đây là chợ. Ổn liền nha quý vị. Vừa mới lắc dài cá thôi mà xuống cũng nông, cá ký mỡ đó, phải chơi. Táo muối nó hiện lên rồi đó.